Im ghê. Ơi có đội Ồ ồ ồ không? ồ ồ ồ có bốn anh ơi. Bảy em bảy em. Nên gì ta? Trời ơi, tao không nghĩ đốt mà. Trời cháy cháy dính cái cháy nổ kìa Phải nổ thôi. đó. Mình có đồ mình phải nổ chứ em. Anh thấy không? Anh đổ lú thấy hên không? Hên dữ luôn. Ai như em vậy? Rồi cho anh nổ bữa Đây. đi. Thấy không? Nè. Xuống con nào nấy cạnh cạnh. Vô thao. Ủa anh không múc nước. Để nằm im bia luôn thấy không? Lợi hại không? À vậy là mấy xuống đó mấy xuống cái Có cái với đó em nè, đó. cái với em. Trời Rồi. Mới ra đổ một cái là em thấy không? ơi Trời dữ rồi trời. dữ rồi dữ rồi. Phải gì mới được chứ em. Rồi, anh đặt lại anh bơi cái khác anh đâm cho Mấy coi. cái kia là cũng vậy nha. Còn nhiều hơn nữa. Đây, tới cái này em coi anh à. Cái này quá kia em cười chắc chứ chết. Cứng đục luôn cho em hay chứ ở đó mà rớt he cho em à. Thế nào đây? Cứng đục luôn ai. Sao? Sao đây? Sao Đó, đây? đó, 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 Ơi, thấy chưa, thấy chưa em. cái này em nghe hết Trời, kìa. trời, 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 trời. Ồ, Bảy bún à, dữ rồi, bún dữ. bảy lắm. Nấm úp. Mày hả bưởi? Này dính cả cá sơn nữa là không. Em làm gì em bắt được con cá sơn. Để anh bắt Đây, đi. thấy chưa? Thấy gì chưa? Thầy, 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 thầy. Gì cũng được chứ. Em thấy anh phong thủy tốt không? Tốt dữ luôn. Cái gì nữa. Chơi cho em đủ bộ luôn. Tâm thẻ, tâm đất, tâm sú đủ bộ nè. Đủ bộ tam sơn nè em. Tâm thẻ tâm sú đàng hoàng chứ bộ ghê không, Ghê dữ. phải ghê mới được chứ. Đó, đó. Đây không, tao quấn liệm với con À, tôm không tôi ghen không có nước. bún bún hả, bỏ lên nó em ghe luôn đó. Khỏi cần che Bởi vì em nói tôm miếng tôm cái không mà. Có cái hơi tay của anh nó nằm im ghe. chứ em. Chứ để búng ra hết cái lấy gì anh còn tôm. Chắc này mình nắng dữ thiệt chứ. Rồi anh đặt cái này đây. Đổ tiếp theo cho em coi ha. Cái khe chút khe. Đây tới cái lúa này nè em coi mới giữ nữa nè. Dở lên cái lúa không nè nha. Không cho em à. Ê đừng nói vậy xui á. Ê đừng nói vậy xui á. Coi coi em cũng gắng em nghiệm ngay cái lúa này đây nè. Nào em ghê em nói rồi. Mấy con anh? Một con à. Ủa sao kỳ vậy ta? Kỳ vậy ta. Đây. Đó, nó có một con à. Vô tao. Nào tới đầu bên đây đổ nhiều còn hăng chứ đổ cái tích này đi bơi sao nổi em. Ừ, cái ít này là nhìn thấy không có nổ được chứ. Nổ được chút nào dầu lép luôn rồi, dầu lép luôn có con nào anh? rồi. Đây cái này mới giữ nữa nè em. Ừ cái này dữ luôn. Cứng đục luôn này ha. Cứng đục luôn tôi còn dữ dằn luôn. Rồi 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 cung cây à, cung cây à. Quận nước rồi Rồi kìa. rồi 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 rồi. Đó. Ồ, được Thấy một gì chưa? con. Em thấy gì chưa? Em thấy được một con. Chứ còn có là hay rồi. Mình dở lú rồi không có là mới dở đó. Không có cái nào con nào mặt như khỉ ăn ớt kìa. Khỉ nó nhăn như anh sợ, nó nhăn còn dữ hơn nữa. Trời ơi vô tao dở lên cho em coi một cái nè. Mình cành không không cành không cái cành mới được chứ.
mình cầm lại không hả chạy không, mình cầm lại đi đi xong cái tiếp theo đi cho nó xơm xơm lên anh ơi. Quấy quá bữa ơi, phạt cốc đi, đầu này thế nào cũng nghe em ghe. Anh biết sao không, tại vì mình đã hết nước sổ rồi, này cũng như mình mót được con nào mình mót vậy đó. Thấy không? Bây giờ mình bơi cái tiếp theo đi. Ồ, xuống dưới này nó mát nè anh. Nãy giờ nắng anh thấy tội nghiệp hay gì em? Nãy giờ nắng anh em thấy em đứt ruột vậy. Đứt từng đoạn ruột. Ừ, giờ xuống dưới này thấy mát rồi nè. Thế nào đây? Thế nào đây? Trời ơi, nhổng đít đít dữ rồi. Thấy anh đổ lú tôm nhiều đồng nịnh nè. Chà. À, tôm nhiều nịnh kìa. Em nói anh là nó ăn em cái lú này không là cả chục con rồi đó. Con ăn đứt cái đuôi con tôm hay là hai con luôn. Nó làm em cả chục con tôm rồi đó. Mẹ ơi. Ôi, con cá ngát này nó hay dữ vậy ta. Con cá này chắc bự lắm anh. Ẩm gà mình nói mình cầm cầm mà không có cầm nó kìa, đã ăn rồi còn gì đó rồi. Còn hai cái đầu con tôm sú. Còn hai mình nó quất mất tiêu rồi, cái đó nó còn cái đầu không bán ai. Ê, ê còn được con đó hả? Em bậy em. Bạn Hiền, bạn Hiền bậy. Ê, chế vô miếng nước chế. Ủa chế hả? Để bị khô nước sao em. Thấy chú anh không? À, chú anh là đó, đó, chú anh, đó, chú anh. Ờ, chú anh. Bữa nãy có văng ra con nào không em? Em cũng không biết nữa, em không có nhìn vô cái thao. Dễ, vậy mà văng. Em lo kịp với anh đâu. Em lo em nhìn anh không à, em không nhìn cái thao. Thấy anh biểu diễn quá xuất sắc hả? Ừ. Thôi, em đặt lại tiếp. Cái tiếp theo còn cái cuối cùng để coi coi sao đây. Cái cuối cùng thì nó cứng được luôn. Cái cuối cùng đây. Anh bơi đường này lại cho nhanh. Ờ, anh bơi đường này đi cho nhanh. Ngồi cẩn thận nha. Cẩn thận chưa? Cái này mới giữ đây làng sớm ơi. Ờ, cái này này ngồi cẩn thận nha. Nhưng mà đầy đục khô cái buồn dừa trái hết biết anh. Thấy, 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 thấy. Thấy. Phải nói là ba buồn chứ bốn buồn chứ. Ồ vô đây phải sướng quá. Sướng không? Sướng dữ. Mát à? Mát mà nó thoải mái không? Ở đây rồi đó, nhiều. Dữ, nhìn đó coi nó nắng cỡ này nè. Chạy dữ không? Dữ. Bởi em kêu anh ngồi cẩn thận. Bún này gồ 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 chứ. Giật cây dầm anh luôn á. Ừ. Đó, thấy chưa? Đó, 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 đó. Cái lú nào mà anh thấy để ý rồi nó chạy cái đầu cái lú nó sạch trơn à? Đã đợi chưa, đã đợi chưa, đã đợi chưa? Ít biết cái lú này nó nhiều. Nước thì gần cống nè, mình lấy nước vô. À, hôm em lấy vô mạnh. Chảy vô là hùm hùm hùm. Chảy hùm hùm luôn hả? Ừ. Trời ơi. Trời ơi. Em giật hết bẩn mà. Anh đố em chưa em biết cái con này kêu bằng con gì? Đâu? Đây. Con cua. Con cua con này à, anh thả ra 2 tháng. Ừ, con cua con. Dạ. Yeah. Đổ vô đi gần đây mà anh khoe cho em coi cái. Ồ cái này mình búng ra mà mắc con là anh bị đòn đó. Dễ gì em. À thấy chưa. Thấy xuống của anh không. Ồ giữ luôn giữ luôn. Ít nhất phải dĩ chứ. Không anh thấy hên không em. Thấy rồi thấy rồi khỏi khè nữa. Vậy là xong rồi mình bơi về là xong rồi. Rồi giờ cái này xong rồi là mình bơi về thôi cả nhà ơi. Có cái này là cuối cùng nhờ được cái này nó chạy chứ không thôi là quất he rồi. Nêu đây hai chồng mình ấm rồi. Nêu đây là hai chồng em ấm gần buổi sáng rồi.